trường em có tên âm dương cùng thế lương Phật trên cao chẳng trông thấy để mình hắn độ nàng thoát luân hồi. Trùng phương nơi giang hải thăm sâu nàng có muốn quay đầu không, nàng cố chấp như chưa tin vào ý Phật. Thủy chiều lên phi điều bay cao trần gian không còn ai ở, nguyện một kiếp độ